Theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, ngành y tế và các địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm 2022 với tinh thần làm việc xuyên Tết, làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả trong những ngày nghỉ Tết. Các lực lượng sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định. Đây là việc làm thể hiện lòng quyết tâm, nỗ lực hết mình của Đảng, Chính phủ, đồng thời là ý chí quyết tâm cao của đội ngũ y tế. Luôn trong tư thế sẵn sàng đi bất cứ đâu vào bất cứ thời gian nào nếu có tin báo phát hiện tội phạm. Đó là tinh thần mà mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác truy nã truy tìm đã xác định khi khoác trên mình màu áo công an. Vâng, Tết đến xuân về là lúc mà mọi người tìm về quây quần bên gia đình, ai cũng mong được đoàn tụ gặp mặt với người thân, bạn bè. Mong muốn ấy tưởng chừng như bình thường với nhiều người, thế nhưng đối với những chiến sĩ cảnh sát truy nã thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng lại là điều không hề dễ dàng. Thưa quý vị, Tết đến xuân về khiến cho ai cũng cảm thấy phấn chấn. Thế nhưng đối với những hoàn cảnh kém may mắn thì niềm vui thật khó trọn vẹn. Đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, người ốm đau, bệnh tật, trong gần 30 năm qua, với ý niệm đạo đời tương đắc, đem một ít công sức, tài vật của mình làm công quả giúp người giúp đời, lương y Nguyễn Bá Nho đã khám chữa bệnh giúp người nghèo bằng tấm lòng nhân ái. Phòng khám thiện tâm của lương y Nguyễn Bá Nho ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã trở thành ngôi nhà yêu thương của hàng nghìn bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết đến xuân về, lương y Nguyễn Bá Nho luôn dành tặng những bệnh nhân nghèo những món quà ý nghĩa giúp họ vơi bớt nỗi đau bệnh tật để đón một mùa xuân mới ấm áp.